Trong thời điểm cuối năm 2017 cũng như là đầu năm 2018 thì có lẽ Huawei đã trở thành một trong số những nhà sản xuất điện thoại cung cấp chúng ta những sản phẩm gần như là tốt nhất trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu đồng. Và có lẽ là các bạn đã nhận ra là mình đang nói về sản phẩm nào rồi. Đó là chiếc Huawei Nova 2i và chiếc Huawei Nova 3e. Vậy thì với khoảng 1 triệu đồng khi mà các bạn nâng cấp từ Nova 2i lên Nova 3e thì các bạn sẽ được gì mất gì? Và chúng ta liệu có nên nâng cấp lên chiếc Nova 3e này không? Thì trong video ngày nay mình sẽ cùng các bạn đánh giá thật nhanh và so sánh thật nhanh hai chiếc điện thoại này để các bạn có được cái quyết định cuối cùng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Review Dạo và mình là Tuấn Ngọc. Như mình nói trên rồi thì hiện tại cả hai chiếc điện thoại này đều đang có bán tại 7S và với chiếc Nova 3e thì các bạn sẽ được đặt hàng trước. Các bạn sẽ có cái tầm giá nó chênh nhau 1 triệu, một chiếc là khoảng 6 triệu và một chiếc là khoảng 7 triệu. Thì mình sẽ so sánh nhanh cho các bạn luôn. Đầu tiên thì đó là về trải nghiệm người dùng, về thiết kế. Với chiếc Nova 2i thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại với một cái thiết kế nó đi theo hướng hơi cũ một chút, đó là kim loại nguyên khối. Các bạn sẽ có một cái tỷ lệ màn hình cũng mới là 18:9 nhưng mà chúng ta sẽ không có công nghệ là viền màn hình mỏng. Nó mang lại cho các bạn cái cảm giác cầm nắm khá là ổn và hoàn toàn không có hiện tượng là trơn cũng như là bám hôi dấu vân tay. Mặc dù là thi thoảng các bạn vẫn có thể nhìn thấy dấu vân tay mình ở trên này, nhưng mình nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái cảm giác trải nghiệm cầm nắm của các bạn. Thay vào đó thì với chiếc Nova 3e, các bạn thêm tiền chắc chắn là các bạn sẽ có thêm thiết kế đẹp hơn. Theo mình đánh giá thì cái thiết kế của chiếc Huawei Nova 3e là cái thiết kế nó đang làm mưa làm gió trong loại điện thoại chúng ta. Đó là thiết kế hai mặt kính được hoàn thiện với cái viền kim loại, giúp các bạn có cái trải nghiệm cầm nắm tốt hơn. Và đặc biệt nhất ở phía trước chúng ta sẽ có cái tay thỏ. Thì cái tay thỏ này sẽ giúp cho các bạn nó tối ưu được hầu hết những cái diện tích thừa ra của chiếc điện thoại, đặc biệt là cái viền trên này. Và với 3e thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại rất đẹp. Như mình nói với các bạn hôm nọ rồi, với cái phiên bản màu xanh thì nó vô cùng đẹp luôn. Nhưng đổi lại chúng ta sẽ vẫn có một vài cái nhược điểm. Ví dụ như là các bạn sẽ bị bám hôi dấu vân tay này, rồi là các bạn cầm vào nó hơi cấn tay một chút. Nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại rất nhỏ, bởi vì chúng ta có một cái tỷ lệ màn hình mới là 19:9, cộng với cái diện tích của màn hình đằng trước nó chiếm đến hơn 80% cái tổng diện tích mặt trước của chiếc điện thoại, giúp cho các bạn có một chiếc điện thoại cầm nắm rất ổn. Trong khi đó với cái chiếc Nova 2i thì các bạn sẽ cảm thấy rằng nó hơi to một chút, nó hơi có cái gì đấy nó mỏng quá mà nó không được ôm tay như ở chiếc Huawei Nova 3e. Vậy thì trong cái phần thiết kế này, mình nghĩ rằng chiếc Huawei Nova 3e sẽ là cái sự chọn phù hợp với các bạn nào mà đang yêu thích những cái thiết kế mới, đặc biệt là cái thiết kế tai thỏ và với cái mặt lưng nó sáng láng, bóng loáng, đẹp như này thì chắc chắn là sẽ rất phù hợp với bạn nào yêu thẩm mỹ và yêu cái đẹp. Cái điểm thứ hai mình muốn giới thiệu đó là các bạn sẽ được trang bị một vài tính năng khá là mới trên Nova 3e, đó là các bạn sẽ có sự phục vụ của jack cắm USB Type-C. Thì mình nghĩ rằng đây là một trong cải tiến khá là tốt, bởi vì USB Type-C chúng ta có rất nhiều lợi thế. Các bạn không cần phải lo lắng về chuyện cắm ngược, hay là các bạn sẽ có một cái dây USB được thiết kế tốt hơn, chắc chắn hơn. Thứ ba là về cấu hình thì các bạn sẽ hoàn toàn được giữ nguyên, gần như là được giữ nguyên cấu hình. Các bạn sẽ có một con chip là Kirin 659, cùng với đó là các bạn sẽ có 4GB RAM. Nhưng mà khi mình chấm qua một cái vài phần mềm như là AnTuTu thì cái điểm nó chênh lệch khá là cao. Khi mà chiếc Nova 3e chúng ta lên đến 88.000 điểm AnTuTu, còn cái Nova 2i chúng ta chỉ có 76.000 điểm mà thôi. Giải thích cho điều này thì mình nghĩ rằng cái khác biệt lớn nhất đó chính là về hệ điều hành. Khi mà chiếc Huawei Nova 3e chúng ta sẽ chạy hệ điều hành Android phiên bản 8.0 Oreo. Ở chiều ngược lại thì chiếc Nova 2i chúng ta chỉ chạy phiên bản Android Nougat 7.0 mà thôi. Điều này có nghĩa rằng phiên bản hệ điều hành cũng như là cái giao diện ở trên chiếc Nova 3e chúng ta tối ưu phần mềm, phần cứng nó tốt hơn rất là nhiều và giúp cho các bạn có những trải nghiệm người dùng tốt hơn. Lại nói về phần hiệu năng thì mình sẽ nói thêm một chút phần mềm. Thì cá nhân mình đánh giá cái chiếc Nova 2i cao hơn một chút, bởi vì sao? Phiên bản phần mềm của chiếc Huawei Nova 2i là MIUI 5.1, trong khi đó phiên bản phần mềm của Nova 3e là MIUI 8.0. Thì mình thấy rằng là cái giao diện của Nova 2i nó tốt hơn một chút, nó đẹp, nó bắt mắt hơn. Còn với cái chiếc Nova 3e chúng ta nó hơi bị rối một chút. Nhưng đổi lại thì các bạn sẽ có một phiên bản hiệu hành nó tối ưu tốt hơn khá là nhiều như mình vừa đánh giá ở trên. Điểm thứ tư mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay đó chính là so sánh về màn hình. Cái chiếc điện thoại này các bạn sẽ có một cái màn hình nó khá là tương đương nhau. Với chiếc Huawei Nova 3e thì các bạn sẽ bị giảm cái kích cỡ đi một chút, chỉ còn 5,84 inch mà thôi. Trong khi đó thì chiếc Nova 2i chúng ta đã có cái cỡ là 5,9 inch, gần 6 inch, khá là lớn. Cái công nghệ màn hình của hai chiếc điện thoại này đều là IPS LCD, nhưng mà với chiếc Huawei Nova 3e thì chúng ta lại có một công nghệ hơi khác một chút. Mình nghĩ là cái công nghệ tiên tiến hơn để chúng ta có thể cắt gọt sao cho có được cái tay thỏ như trên. Và nó mang lại một vài cái đặc điểm mà chắc chắn là mình phải mang vào bài so sánh này. Theo như mình trải nghiệm thì với chiếc màn hình của Huawei Nova 3e, chúng ta sẽ có độ sáng cao hơn khá nhiều. Khi mình tăng độ sáng cao lên max thì các bạn mang ra ngoài trời,
các bạn sẽ thấy rằng cái Nova 7 của chúng ta đáp ứng rất là tốt, trong khi Nova 2i có độ sáng ít hơn, nên là khi mà các bạn mang ra ngoài trời cái độ sáng nó quá cao như vậy thì nó sẽ gặp những hiện tượng hơi lóa một chút. Điểm thứ năm cũng là điểm cuối cùng mình muốn so sánh về hai chiếc điện thoại này, đó là về dung lượng pin. Với chiếc Nova 2i thì các bạn sẽ có một dung lượng pin khá là tốt, đó là 3340 mAh và các bạn sẽ không có công nghệ sạc nhanh. Còn với chiếc Huawei Nova 3e thì mình lại hơi thất vọng một chút khi mà các bạn chỉ có cái dung lượng pin là 3000 mAh mà thôi. Nhưng mà đổi lại các bạn sẽ có công nghệ sạc nhanh riêng của Huawei và sẽ giúp cho chúng ta có được cái thời lượng sạc nó tốt hơn, nó được nhanh chóng hơn. Theo mình trải nghiệm trong khoảng một ngày thì mình thấy là cái dung lượng pin khi mà các bạn sử dụng trên chiếc Huawei Nova 3e nó sụt khá là nhanh. Tuy nhiên thì cũng như mình nói rồi, chúng ta có chuẩn sạc nhanh, các bạn sẽ không cần phải lo lắng về thời gian sạc, giúp cho những cái công việc của bạn không bị gián đoạn. Về việc mà Huawei giảm cái dung lượng pin từ 3340 mAh chỉ còn 3000 mAh trên chiếc Huawei Nova 3e, chúng ta có thể hiểu được, thứ nhất đó là bởi vì các bạn sẽ có một màn hình nhỏ hơn, tiêu thụ điện năng ít hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại nhỏ hơn, nên là viên pin chúng ta dung lượng chắc chắn sẽ phải nhỏ hơn một chút để có thể đáp ứng được cái kích cỡ mà các bạn có thể cầm trên tay thật là thoải mái. Cuối cùng là về camera thì mình sẽ không đánh giá nhiều bởi vì gần như là chúng ta sẽ có những chiếc camera nó tương đồng nhau. Thì các một chỗ đó là chiếc Huawei Nova 2i chúng ta sẽ có một bộ đôi camera ở mặt trước, còn chiếc Huawei Nova 3e chúng ta chỉ có một camera đơn mà thôi. Nhưng mà theo như mình trải nghiệm bằng cả hai camera selfie của hai chiếc điện thoại này, mình thấy là nó cho những cái nước ảnh khá là tương đồng. Và mình sẽ nói thêm một chút về cái điểm tương đồng đó, chúng ta sẽ vẫn có những cái bảo mật sinh chắc học, ví dụ như là cảm biến vân tay này, hay là cảm biến khuôn mặt Face ID, vân 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 vân. Chúng ta vẫn sẽ có đèn LED ở trên, nên nhiều bạn nói rằng Nova 3e chúng ta không có đèn LED, nhưng mà các bạn sẽ để ý là nó rất nhỏ thôi. Và các bạn cứ yên tâm về cái việc là chúng ta vẫn nhận được các thông báo thông qua cái đèn LED này. Như vậy là mình sẽ tổng kết lại với các bạn một chút là nếu các bạn thêm 1 triệu đồng để các bạn mua chiếc Huawei Nova 3e thì các bạn sẽ có được thêm những gì. Thứ nhất đó là các bạn sẽ có một thiết kế rất đẹp, nó nhỏ hơn khá là nhiều, giúp cho các bạn có cái trải nghiệm cầm nắm tốt hơn. Tiếp theo là các bạn sẽ có một phiên bản hệ điều hành là Android 8.0 tối ưu rất là tốt, mang lại cho các bạn trải nghiệm tốt hơn. Cùng với đó là tùy biến lại với giao diện là MIUI 8.0 luôn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ có một màn hình với độ sáng tốt hơn, sẽ đáp ứng cho các bạn với cái môi trường là ngoài trời với ánh nắng mặt trời rất gắt. Và các bạn sẽ được trang bị thêm một vài cái tính năng flagship, ví dụ như là cổng USB Type-C, sạc nhanh, mặc dù là chúng ta sẽ bị giảm cái dung lượng pin đi một chút. Vậy thì đó các bạn, với con số là khoảng 6,9 triệu đồng cho chiếc Huawei Nova 3e, cũng như là chúng ta phải tăng lên 1 triệu đồng để nâng cấp lên chiếc điện thoại này từ chiếc Nova 2i, thì theo các bạn nó hợp lý hay không và có đáng hay không? Mình sẽ muốn để câu trả lời này dành cho các bạn comment ở phía dưới. Bạn nào đang quan tâm đến chiếc Huawei Nova 3e và muốn nâng cấp lên chiếc điện thoại này thì đừng quên truy cập vào link bán hàng. Hiện tại ở 7S đang có chương trình là đặt trước chiếc điện thoại này, và các bạn đừng quên truy cập vào link nhé, mình để ngay dưới đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bạn nào thích video đừng quên like, share lại với bạn bè, subscribe kênh YouTube của Review Dạo cũng như là bấm chuông để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Và bây giờ rất cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đẹp rồi, vuốt ít thôi.